kỳ lạ giống mộc nhĩ vàng siêu hiếm, giá 6,5 triệu đồng 1 kg. Xưa kia, đây là món ăn được vua chúa Trung Hoa hết sức coi trọng. Có vẻ ngoài giống hệt mộc nhĩ thông thường, nhưng lại mang một màu vàng óng ả tuyệt đẹp. Đây là một đặc sản của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Mộc nhĩ vàng, hay còn được gọi là kim nhĩ, thường mọc ở trong rừng sồi trên núi cao ở Vân Nam. Giá trị dinh dưỡng của chúng có thể sánh ngang với nhân sâm và nhung hương. Xưa kia, đây là món ăn được vua chúa Trung Hoa hết sức coi trọng. Ngày nay, món ăn này còn được đưa lên bàn tiệc quốc gia. Ở một số nước khác, chúng được mệnh danh là tổ yến của giới thực vật hay là bảo vật làm đẹp. Nhờ sinh trưởng ở vùng núi cao không người, nên mộc nhĩ vàng là một thực phẩm xanh đúng nghĩa. So với mộc nhĩ thường và mộc nhĩ trắng, đặc sản này có chứa hàm lượng axit heterolucan phong phú hơn, có tác dụng chống lão hóa, kháng viêm, kháng phóng xạ và ung thư. Ngoài ra, nó còn có vô vàn lợi ích đối với sức khỏe như chống mỡ gan, giảm mỡ máu, giảm cholesterol ở gan, tăng cường chức năng thải độc gan, điều trị các bệnh về tim, viêm gan và u bướu. Đặc biệt, mộc nhĩ vàng rất giàu axit amin và collagen protein. Nếu ăn thường xuyên sẽ giúp làn da trở nên tươi trẻ, mềm mại, duy trì nét thanh xuân. Mộc nhĩ vàng khá hiếm và thường được bán ở dạng phơi khô. Giá bán lẻ 900 nhân dân tệ cho 0,5 kg, tương đương với 1.800 nhân dân tệ 1 kg, tương đương với 6,5 triệu đồng. Khi dùng, người ta sẽ ngâm mộc nhĩ vàng trong nước, rồi chờ 2 đến 3 ngày để nở to. Thành phẩm khô có mùi hoa quế nhẹ nhẹ, rất dễ chịu. Chúng thường được sử dụng trong các món chè hoặc nấu thành món canh bổ dưỡng,